Ở tập trước, Tần Thiên thiết kế bản vẽ súng hỏa mai mồi cò và máy tiện nhờ Alex và Diệp Lâm làm chế tạo than củi, chế tạo đạn súng. Mọi người bất ngờ ở trong doanh trại nghe thấy tiếng sói hú, ít nhất cũng phải 20 con cách doanh trại không xa. Anh và mọi người không thể ngồi yên chờ chết. Anh dặn tộc trưởng nơi này giao cho ông Nick, Kata, Jana, Okuma và mấy người đi theo anh ra ngoài chiến đấu với bầy sói. Tần Thiên nói với mọi người đi nhẹ nhàng vì gần tới bầy sói. Anh và mọi người nấp sau bụi cây nhìn thấy hổ răng kiếm đang chuẩn bị đánh nhau với sói. Jana hy vọng hổ răng kiếm cuối cùng chết trong miệng con sói. Tần Thiên thì nghĩ trai có đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mọi người nghe không hiểu. Kata nghĩ chắc giống lời của Jana nói. Nick kêu mọi người mau nhìn kìa. Hổ răng kiếm và sói, hai bên bắt đầu lao vào nhau. Một con sói cắn trúng chân con hổ, bị móng vuốt hổ quại cho ra xa. Con sói đen đã tấn công được hai con hổ, nó há miệng kêu thật to để khoe bộ răng kinh sợ. Ra uy, ta mạnh nhất. Lúc này, một con hổ răng kiếm đang đối đầu với một con sói đen, con hổ lao tới, sói đen né rất nhanh. Okuma khen con sói đen lợi hại, có thể một mình đánh với một con hổ răng kiếm mà không rơi vào hạ phong. Còn Kata thấy đàn sói sẽ thua, thực lực chênh nhau quá xa, cho dù có một con đầu đàn thực lực cường hãn, e là cũng không thể bù đắp nổi. Tần Thiên nghĩ cho dù là anh, cũng không nắm chắc 10 phần có thể bắn chết con hổ răng kiếm kia. Nick thì thấy mấy con sau không tham chiến, bọn chúng đang bảo vệ thứ gì đó. Mọi người thấy bầy sói sắp thất bại, Tần Thiên nghĩ không được, anh cần là lưỡng bại câu thương, như vậy thì mới được lợi từ trong đó. Bây giờ một bên chèn ép cục diện, không phải là điều mà anh và mọi người muốn nhìn thấy. Anh và Okuma chi viện cho bầy sói. Phập phập phập, chúng vào tất cả các con hổ, đàn sói thấy vậy liền lên. Okuma khen anh võ nghệ cao cường, bắn cung cũng tinh thâm, thời tiết cộng hướng gió rất khó bắn, anh lại cố ý bắn tránh vào chỗ quan trọng. Anh không biết nói gì, cười ha ha với cô. Thực lực của anh sao bằng cô được, anh dựa vào thiên phú nhân mã mới bắn được như vậy. Tần Thiên thấy thực lực hai bầy tương đối nhau thì dừng. Jana thấy mọi người tà ác quá. Bầy hổ phá vòng sông tới mấy con sói phía sau đang bảo vệ con của chúng. Nick phát hiện, bầy sói không tham chiến vì bảo vệ sói con. Tần Thiên thấy có biến, mọi người ra tay. Một con hổ răng kiếm đang phi tới bầy sói con. Bầy sói con thấy sợ liền run rẩy. Bất ngờ con sói đen đứng chắn trước mặt con hổ. Trong lúc con hổ lao tới, Tần Thiên bắn một phát vào đùi nó, nhưng không kịp nó đã cắn vào chân con sói đen. Mấy con hổ sau thấy vậy lao tới thì xoẹt, một cây thương do Kata phóng cắm vào cổ một con hổ. Nhóm Tần Thiên lên tiếp ứng. Kata tiến lên lấy lại cây thương, cây trường thương toàn thép thật đúng khẩu vị của anh ta. Chú thích, trường thương được chia thành thương mềm và thương cứng theo các cán thương khác nhau. Thân thương mềm mềm dẻo, có thể ném ra ngoài, cũng có tác dụng đệm hoãn xung khi cản, nhưng thương mềm cực kỳ cầu kỳ trong việc chế tạo vật liệu gỗ của cán thương, phải đồng thời có các đặc điểm như khả năng uốn cong về ban đầu, độ cứng có thể chặn có thể kháng, hoàn toàn không thể tìm thấy trên hoang đảo này. Tần Thiên mỉm cười khi thấy Alex làm cây thương rất hợp với Kata. Nick cũng khoe đôi dao ngắn với anh, cô chỉ cần vài vết chém đã kết thúc hổ răng kiếm. Jana cũng khoe cái khiên nặng nhưng phòng ngự mạnh không chỉ gấp 10 lần. Okuma hỏi Tần Thiên có đuổi theo bầy sói không thì anh nghĩ một lúc, thôi về, mọi người ở nhà đang lo lắng. Tất cả mọi người đều im lặng thu dọn vác hổ răng kiếm vào tấm gỗ rồi kéo về. Lúc này đám sói vẫn ra vẻ phòng bị, chúng thấy mọi người ra về thì không hiểu. Nick khen Tần Thiên lương thiện, Jana cũng khen. Okuma cũng khen do Tần Thiên nhìn thấy bầy sói con gặp nạn nên mới xông ra ngoài. Tần Thiên khiêm tốn giải thích chỉ vì cân bằng hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, mọi người mới lương thiện. Kata bồi cho mọi người một câu, thắc mắc nhiều quá thần linh sẽ phiền đó thì mọi người mới thôi. Tần Thiên thở dài nghĩ, thả sói về rừng sẽ để lại hậu họa về sau, giết hết toàn bộ bầy sói mới là cách đúng đắn. Lần này bầy sói xuất hiện gần doanh trại thì sẽ có lần sau. Nhưng đối diện với mấy con sói nhỏ kia, anh thực sự không thể ra tay. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, anh cứ tùy ý một lần đi. Lúc này, con sói đen ở trên cao nhìn đám Tần Thiên rời đi, có một con sói chuột mắt, lông màu trắng, nhìn nhóm Tần Thiên với dáng vẻ như ông lão. Mọi người mở cổng, Jessica và Diệp Lâm chạy ra đón anh. Diệp Lâm lo lắng hỏi anh có sao không? Anh nói không sao rồi khoe xe gỗ chở xác hổ răng kiếm với cô. Jessica vui sướng khi nhìn thấy nhưng buồn ngay tức khắc vì không còn con nào còn sống. Tần Thiên lúc này cũng bó tay chấm com, cho cô con sống không biết cô có dám lấy không? Anh nói với mọi người, hôm nay coi như một phen hú vía, cảnh báo với mọi người rằng sói với hổ răng kiếm chúng vốn dĩ sống ở bên nửa kia của hoang đảo, bây giờ chúng đã vượt qua tới đây. Jessica nói thêm rằng, chúng bôn ba quãng dài để tìm kiếm thức ăn, thời tiết ngày càng lạnh, tình huống như vậy sẽ càng nhiều, mọi người đừng tùy ý ra ngoài. Tộc trưởng Hamen tán thành. Tần Thiên nói với tộc trưởng nên phong tỏa doanh trại, chọn ra một vài người, đảo ba ca ngày đêm canh gác tránh dã thú tập kích. Mấy ngày tiếp theo, mọi người ngoài ăn với ngủ, ngủ với ăn, lại không thể rời khỏi doanh trại, nên sinh ra nhàm chán. Jana với Azuba ngồi thở dài. Kata lên tiếng, nếu nhàm chán hay chúng ta so tài làm Jana và Azuba hốt hoảng. A ha ha, chúng tôi đùa thôi. Đúng vậy, sao lại chán chứ, cả đời này cũng không thấy chán được. Tần Thiên nghe thấy tiếng của Alex vui sướng khi hoàn thành xong thì chạy đến thì biết Alex đã làm xong khuôn đúc máy tiện. Chú thích, máy tiện để cắt ra thanh gỗ nhẵn và thẳng đều tạo hôi cho nòng súng. Tần Thiên gọi Jana, Azuba và Kata kêu mọi người tập trung để làm việc lớn. Mọi người bắt đầu nấu nước sắt và làm theo lời lắp ráp của Tần Thiên.
Sau khi Tần Thiên lắp ráp bước cuối cùng, mọi người đều ngạc nhiên, người thì nói rất tinh diệu, người khác thì nói rất lợi hại. Jessica vui ra mặt cười, sản xuất ra máy hơi nước cũng vượt thời đại trên hoang đảo này rồi. Tần Thiên bảo Jana đốt củi, bắt đầu có tiếng xì hơi nước, anh bắt đầu khởi động động cơ bánh răng, trục bắt đầu chuyển động xoay tròn. Phù, cuối cùng cũng vận hành, Alex vác một khúc gỗ tới, sau khi lắp vào máy tiện đã tự bào theo tỷ lệ kích thước định sẵn. Alex cầm cây gậy lên. Azuba mắt sáng như sao sau khi thấy khúc gỗ biến thành cây gậy thẳng đứng. Alex mang tới cho Tần Thiên. Tiếp theo chế tạo ống súng, đưa cây gỗ mảnh này vào trung tâm ống tre, sau đó nhét đầy bùn nén chặt nung lên, lấy nó làm khuôn là có thể chế tạo ra cây gậy bùn giống như cây gỗ mảnh này. Nhét bùn vào ống tre lần nữa, để lại khe hở hình trụ ở giữa, bỏ gậy bùn vào, đổ nước thép vào, như vậy có được ống thép tròn trịa trơn bóng bên trong. Tiếp theo, Tần Thiên đổi dao cắt của máy thành kim cương, đánh bóng bên ngoài. Diệp Lâm thấy kim cương trở thành đá mài quá là xa hoa luôn. Có gì anh dùng lấy, nhà có đầy kim cương để mài ống súng chứ không làm gì có cái gì để mài. Tần Thiên bắt đầu lắp ráp các linh kiện nhỏ của súng với nhau. Azuba và Alex đứng bên cạnh nhìn anh. Jana và Alex ngạc nhiên hỏi anh đây là súng. Anh cầm súng lên đúng tư thế nói dõng dạc, đây chính là vũ khí bí mật để đối phó với hải tặc. Trong lòng anh thầm nghĩ nhân số của bộ lạc và hải tặc Viking có chênh lệch lớn, có thể xoay chuyển càn khôn hay không, phải xem biểu hiện của súng. Anh nhét đạn dược vào súng hỏa mai này rất phiền phức, phải đổ hỏa dược vào trong ống súng, dùng que cời nén chặt hỏa dược, bỏ bi sắt vào. Sau đó, nhét đầy hỏa dược vào chỗ miệng dẫn, như vậy, khi bấm cò, mồi lửa thông qua hỏa dược chỗ miệng dẫn dẫn cháy hỏa dược trong nòng súng, từ đó bắn đạn ra. Tần Thiên dùng Thiên Phú Nhân Mã Ban Phước ngắm bắn, tất cả mọi người ngạc nhiên. Hệ thống hiện lên, ký chủ chế tạo súng hỏa mai thành công, nhận được 5.000 điểm. Khi anh bắn trúng trọng tâm vòng tròn, mọi người hò reo, thật lợi hại, đến khiên cũng bị bắn xuyên, âm thanh như tiếng sấm sét, uy lực mạnh gấp hơn 10 lần cung tên, có người còn tưởng đó là sức mạnh của ngọn lửa bạo phát. Okuma thấy tốc độ bắn ra quá nhanh cho dù có khiên không địch lại được, Kata sợ hãi, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy viên đạn bắn ra lúc nào. Ông tộc trưởng cũng sợ hãi thầm nghĩ may quá lúc trước binh sĩ Anh Quốc có cầm theo súng khoác sau vai tới bộ lạc của ông, may ông không có xung đột với họ. Tần Thiên giơ cao súng lên kêu gọi mọi người cùng nhau chế tạo súng. Theo lời chỉ huy của Alex, càng nhiều càng tốt. Mọi người đều đồng thanh hô, vâng. Trời xanh mây đẹp, mọi người tất bật làm. Tần Thiên đang ngồi trong hang động bật hệ thống xem số điểm mà anh có. Ít điểm nên không đủ mua thiên phú. Anh xem có quyển về binh pháp tôn tử không thì anh chợt lóe lên. Anh mở giao diện vật phẩm thần bí xem trước, có lẽ sẽ có thứ gì tốt đang giảm giá cho anh. Anh mở ra hoàn toàn thấy trống không. Từ lúc anh đổi quà vẫn trống không. Anh lại tìm cái khác, thấy có quyển bách khoa cạm bẫy dã ngoại, anh thấy rất cần nên đổi. Hệ thống hiện lên, đinh, ký chủ đổi vật phẩm thành công, vật phẩm bắt đầu tải xuống, ký chủ tiếp thu thành công, anh hy vọng có thể tìm được thứ có ích. Mục đích anh muốn đổi là để đối phó với hải tặc, phải phát huy mạnh ưu thế địa lợi khiến nó biến thành cọng cổ cuối cùng, đè chết đám lâu la hải tặc. Úi, anh em biết Tần Thiên như nào rồi đó, đừng động vào anh, động vào là thảm lắm. Anh nhắm mắt xem các cạm bẫy, thấy cái nào phù hợp rồi thiết kế vẽ ra. Ở bên ngoài, Alex chế tạo súng hỏa mai không hề khó, nhưng vì cần sản lượng nhiều, máy tiện mài ống súng lại chỉ có một. Vì vậy, đã kéo dài thời gian chế tạo rất nhiều. Để nhanh chóng chế tạo súng, mọi người liều mạng làm việc, không muốn rời doanh trại nửa bước. Ngày tháng trôi qua như cái máy. Jessica thấy Tần Thiên ở một mình nửa ngày trời không có động tĩnh gì nên vào hỏi thăm. Jessica lại trêu chọc anh, hay cô giúp anh về yêu cầu cá nhân làm Tần Thiên ngượng chín mặt, anh không có ý nghĩ như cô. Nên người ta trong sáng mà Jessica đầu óc đen tối quá anh em ạ. Cô khoác tay lên vai anh, nói đùa chút với anh thôi nên bên mới thôi không nghĩ xấu về cô. Anh nhắc cô, đợi xương trắng vừa tan, hải tặc chắc chắn sẽ vượt qua đầm lầy, đến đây tìm chúng ta. So với việc ngồi chờ chết, không bằng tiêu diệt bọn chúng ở đó. Jessica ôm ngay anh vào trong lòng vì không hổ người cô nhắm chúng, ác độc lắm mà cũng đàn ông quá. Anh hỏi cô tấm đạp tuyết nhóm Diệp Lâm làm tới đâu rồi. Ở bên ngoài Diệp Lâm đang cho Enlu thử tấm trượt tuyết mà cô làm. Enlu thấy thật thần kỳ, cô có thể đứng trên mặt tuyết. Kata thì đứng khoanh tay khi thấy tấm đạp tuyết lần đầu tiên. Azuba còn làm ví dụ, anh ta lấy ngón tay chọc dí xuống tuyết thì tạo lỗ không như chỗ Enlu đứng. Tần Thiên nên tiếng giải thích, vì tấm đạp tuyết đã gia tăng diện tích chịu lực, phân tán trọng lực cơ thể giảm sức chịu nén, tự nhiên người cũng không rơi vào trong tuyết. Anh dùng cho tác chiến mùa đông, không ngờ Diệp Lâm làm ra lại thành công rực rỡ. Azuba thử thì bị chìm xuống tuyết, anh ta khóc vì làm hỏng vũ khí của Tần Thiên. Tần Thiên cười và giải thích do trọng lượng mỗi người khác nhau, nên phải thiết kế tấm đạp tuyết khác nhau. Diệp Lâm muốn xem trọng lượng ba người tương đối dùng tấm đạp như nào. Azuba cười sảng khoái khi thấy Kata chân cũng bị thụt vào tuyết như mình, còn Kata đánh anh ta vì tội cười vô duyên. Tần Thiên dặn Diệp Lâm làm 3-4 loại kích cỡ là được. Ngày hôm sau, ngoài việc chế tạo súng ra, mọi người lại có một nhiệm vụ mới, chế tạo tấm đạp tuyết. Giữa tháng 11, 150 đôi đạp tuyết, chia ra mỗi người có thể lấy 2 đôi, còn lại làm dự phòng, 76 khẩu súng, trang bị cho 30 người có thể lên chiến trường. Anh thấy cũng đủ. Tần Thiên thấy dự trù bi đạn, mỗi người cũng chỉ được bắn vài phát giống như thời huấn luyện quân sự ở cấp 3, thuần thục cách nạp đạn và cảm giác bắn, tấm bắn của súng hỏa mai không xa, bắn chính xác không luyện nữa. Cuối tháng 11, Tần Thiên và mọi người ra ngoài tác chiến kế sách cạm bẫy ở đầm lầy xương trắng. Diệp Lâm và Jessica ra tiễn anh, hy vọng anh trở về sẽ mở tiệc.
Tần Thiên ôm cả Jessica và Diệp Lâm vào lòng. Hề, cảnh này những ai FA không muốn thấy đâu men. Sau khi đi một đoạn, anh quay lại vẫy tay với mọi người ở lại doanh trại. Theo tính toán trước đó của anh, cuối tháng 11 đầu tháng 12, xương trắng ở đầm lầy sẽ tan hết, hải tặc phát hiện ra tình huống đó, chắc chắn sẽ đưa người đến, nhiều nhất không tới 10 ngày nữa, sẽ lại gặp nhau lần nữa. Thời khắc quyết một trận tử chiến đến rồi, tập phim đến đây thôi. Về sau nhóm Tần Thiên sẽ làm những bẫy như nào để thắng được hải tặc? Hãy cùng mình theo dõi video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn cổ vũ và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mùa đông đã tới, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc các bạn có một ngày thư giãn thật vui vẻ nha. Đừng quên like và đăng ký kênh Phim Hay và Chuyện để ủng hộ mình nữa nhé.